Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Đụng độ nảy lửa xảy ra khi tàu sân bay của Mỹ đâm chìm tàu do thám của phía Trung Quốc ở Biển Đông khiến căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh nóng như lửa đốt. Thưa quý vị, theo hãng tin BBC News cho biết, vào ngày hôm qua, trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa giữa Hải quân của Mỹ với Hải quân phía Trung Quốc khi một con tàu sân bay cỡ lớn hiện đại bậc nhất của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đột nhiên xuất hiện ở gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lập tức đối đầu đã xảy ra và cuộc đụng độ căng thẳng trên tàu sân bay USS John Navigan, mệnh danh là quái thú của Hải quân Mỹ, đã đâm chìm con tàu do thám của phía Trung Quốc, khiến căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và cơ quan đầu não ở thủ đô Bắc Kinh ông Tập Cận Bình lên mức cấp độ báo động đỏ. Thưa quý vị, hãng BBC News cho biết chi tiết như sau. Vào lúc 16 giờ 45 phút chiều ngày hôm qua, Mỹ đã bất ngờ điều một con tàu sân bay cỡ lớn, hiện đại bậc nhất trên thế giới tiến ra ngoài Biển Đông. Ở đây là tiến sát quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi mà Trung Quốc tự nhận là quần đảo Nam Sa của phía Bắc Kinh, và ngay lập tức đụng độ dữ dội đã xảy ra giữa Hải quân của Mỹ và Hải quân phía Trung Quốc. Hải quân Bắc Kinh đã điều một nhóm 20 tàu hung dữ gồm 50 tàu cảnh sát biển, 60 tàu hải cảnh cỡ lớn, 31 tàu do thám, 25 tàu chiến mang theo tên lửa dẫn đường và 400 tàu dân quân biển mang theo rất nhiều vòi rồng phun nước và vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương. Đáng chú nhất là có tên lửa xuyên lục địa đi trước bảo vệ là 3 chiếc máy bay do thám J-17 của Không quân Bắc Kinh. Được biết, đội hình hung dữ trên khi thấy con tàu sân bay của Hoa Kỳ cách quần đảo Trường Sa khoảng 20 hải lý, lập tức chúng đã bí mật bám đằng sau dàn trận bao vây, đồng thời phát đi loa phóng thanh xua đuổi tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên, mặc cho phía Trung Quốc cảnh báo con tàu quái thú của Mỹ vẫn tiếp tục di chuyển sâu vào địa phận quần đảo Hoàng Sa, nơi phía Trung Quốc được cho là có con đường lưỡi bò để thực hiện tuần tra tự do hàng hải và bảo vệ an ninh ở khu vực Biển Đông. Điều đó đã làm cho phía Trung Quốc vô cùng tức giận. Lập tức Bắc Kinh quyết định cho 3 tàu do thám tăng tốc, một tàu phi nhanh lên phía trước để chặn đầu, 2 tàu còn lại tách ra làm hai bên bên trái, bên phải để phun vòi rồng, đồng thời đã đạn thật lên khoang tàu của Mỹ. Và trước những bối cảnh bị bao vây, đe dọa đến an ninh, đến tính mạng của con tàu, chỉ huy đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Davison đã quyết định cho thủy thủ đoàn bẻ lái tăng tốc lao nhanh với một tốc độ chóng mặt và với tốc độ cao cũng như là tình huống gấp gáp như vậy. Con tàu chiến được mệnh danh là quái thú của Hải quân Hoa Kỳ đã đâm trực diện một con tàu do thám của phía Trung Quốc và cú đâm mạnh đó đã làm bẹp rúng con tàu của phía Bắc Kinh. Một lúc sau, nước tràn vào và nó đã bị chìm xuống đáy Biển Đông. Thấy tàu do thám của nước mình bị đâm bẹp và chìm xuống đáy Biển Đông, số còn lại của nhóm tàu hung dữ trên phía Trung Quốc đã tỏ ra hết sức run sợ. Chúng cho bỏ chạy toán loạn về đảo Phú Lâm để trú ẩn. Thưa quý vị, theo tờ báo Washington Post của Mỹ cho biết, ngay sau khi một nhóm tàu do thám của phía Trung Quốc bị tàu sân bay của Mỹ đâm chìm, một phát ngôn viên của hạm đội 7 thuộc Hải quân của Hoa Kỳ, Đô đốc Ed Horney đã nói rằng chúng tôi cho tàu sân bay USS John Navigan tiến vào Biển Đông để thực hiện công việc tuần tra hàng hải cũng như bảo vệ an ninh cho tuyến Biển Đông. Tuyến biển này là của chung thế giới, nhưng phía Trung Quốc lại ngang nhiên tuyên bố là vùng biển của Bắc Kinh. Điều này đã gây ức chế cho chính phủ của Mỹ và chúng tôi đã có mặt tại đây để cam kết với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á rằng Trung Quốc không thể nào lộng hành được. Chúng tôi phải ra tay trừng trị Bắc Kinh để trở lại bình yên cho Biển Đông. Đô đốc Ed Horney thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết tiếp, hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa hoàn toàn là của Việt Nam theo đúng luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc đã quyết định. Nhưng trong thời gian vừa qua chúng tôi nhận thấy rằng phía Trung Quốc họ đã tự nhận hai quần đảo nói trên là quần đảo Nam Sa và Tây Sa của phía Trung Quốc. Điều này là cực kỳ vô lý. Trung Quốc cần phải bị trừng trị thích đáng để họ không đi bắt nạt, gây hấn với các nước nữa. Việc con tàu sân bay của chúng tôi tăng tốc đâm chìm con tàu do thám của phía Trung Quốc là để cảnh báo, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn cho chính quyền ông Tập rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới. Trung Quốc không nên tự nhận về mình nếu không liên minh Mỹ cùng các nước trong khu vực, khối ASEAN và cộng đồng trên toàn thế giới sẽ cùng ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trở lại bình yên cho thế giới. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Hải quân của Mỹ điều tàu sân bay tiến vào Biển Đông để thực hiện công việc tự do hàng hải và bảo vệ an ninh cho tuyến Biển Đông. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đụng độ xung đột với Hải quân phía Trung Quốc. Các nhà quan sát cho biết rằng từ đầu năm 2021 tới nay, ít nhất đang có 6 cuộc đụng độ đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trên vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị, và chiều tối ngày hôm qua, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post đã xác nhận rằng một con tàu do thám của Hải quân Trung Quốc đã bị hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đâm chìm ở ngoài khơi Biển Đông. Tờ báo Trung Quốc còn cho biết thêm, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động nguy hiểm trên của Hoa Kỳ. Bắc Kinh cho rằng hành động trên là gây ra mối thù trên Biển Đông. Tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc còn trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh,
đại diện là bà, đã phát biểu trước truyền thông của Trung Quốc và truyền thông của quốc tế nói rằng Mỹ đang đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh thế giới đang chống lại đại dịch COVID-19. Các diễn biến vẫn còn đang hết sức phức tạp và khó lường thì trên Biển Đông lại xảy ra những cuộc đụng độ không đáng có và thật đáng tiếc khi hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Trung Quốc nói rằng bất kỳ ai, bất kỳ một nước nào xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh đường lưỡi bò hay còn gọi là con đường chín đoạn mà phía Trung Quốc đã vạch ra ngoài Biển Đông thì đều bị hải quân của Bắc Kinh đánh chìm tàu hoặc là bắt giữ. Trong bài phát biểu, bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Hoa Kỳ khi liên tục điều tàu khu trục, tàu sân bay, điều máy bay F-35, máy bay B-52 cùng một dàn tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương tiến ra ngoài Biển Đông, gây ra rất nhiều áp lực cho hải quân của Trung Quốc. Bà yêu cầu phía Hoa Kỳ phải ngừng ngay những hành động gây hấn trên Biển Đông, nhất là xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh 7 hòn đảo nhân tạo cũng như con đường chín đoạn mà Trung Quốc đã dày công xây dựng ở ngoài Biển Đông, yêu cầu Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và không gây hấn với Bắc Kinh nữa. Nếu không sẽ phải trả một giá được cho là cực đắt. Bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng yêu cầu Hoa Kỳ hãy tập trung cho công cuộc đại dịch COVID-19 khi nó đang hoành hành tại nước Mỹ. Mỹ đang là quốc gia số 1 trên thế giới về những người nhiễm COVID-19 và những người bị tử vong. Mỹ không nên gây ra hiểm khích trên Biển Đông, nhất là sắp tới Hoa Kỳ tổ chức một cuộc tập trận lớn gồm nhiều nước trên Biển Đông để uy hiếp đến mối an nguy và nguy hiểm cho vùng biển, vùng lãnh hải của Trung Quốc. Trước đó, tình báo của Bắc Kinh đã báo cáo lên chính quyền. Ông Tập Cận Bình cho biết rằng, trong thời gian ngắn tới, hải quân của Mỹ sẽ kết hợp với hải quân của Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, trong đó có 10 nước khối ASEAN ở khu vực Đông Nam Á và có cả Việt Nam nữa tham dự một cuộc tập trận chung hải quân trên Biển Đông với quy mô lớn nhất trong lịch sử và Trung Quốc nói rằng cuộc tập trận trên sẽ gây ra ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng cho Biển Đông cũng như là lãnh hải của Bắc Kinh. Đề nghị các nước hãy tôn trọng luật pháp của Trung Quốc, nếu không sẽ bị Trung Quốc ra tay trừng trị. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, trong suốt thời gian dài vừa qua, từ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden lên nắm chính quyền ở Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc liên tục xảy ra những cuộc đối đầu đầy căng thẳng không chỉ ở Biển Đông, vùng biển Hoàng Hải và vùng biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan hay vấn đề về Hồng Kông mở trên các bàn họp của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc và Mỹ cũng luôn luôn đối khẩu với nhau. Gần đây nhất, tại Washington DC, trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, Mỹ đã liên tục gay gắt chỉ trích Trung Quốc về đạo luật an ninh mới ở Hồng Kông. Trung Quốc nói rằng yêu cầu Mỹ không can thiệp sâu vào chuyện nội bộ ở Đài Loan cũng như Hồng Kông. Bởi vì những chuyện đó, Trung Quốc cho rằng đó là chuyện riêng của Bắc Kinh đại lục chứ không phải là chuyện chung trên thế giới. Đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden không được nhúng tay sâu vào chuyện nội bộ đó. Nếu không nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông là rất lớn. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông cũng như là quan tâm tới hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Trên tờ báo VnExpress của Việt Nam đưa tin có tựa đề Việt Nam phản đối Trung Quốc trồng rau trái phép ở Hoàng Sa. Tờ báo cho rằng, Bộ Ngoại giao đã khẳng định việc Trung Quốc trồng rau và thu hoạch rau bằng công nghệ mới ở quần đảo Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp của quốc tế. Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật pháp của quốc tế. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao của Việt Nam theo dõi trên tờ báo Global Times đưa tin Hải quân Trung Quốc sử dụng công nghệ mới để trồng rau ở Tây Trà thu hoạch được 750kg rau sạch. Tây Sa là cách mà Trung Quốc gọi tên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Truyền thông của Trung Quốc cho rằng việc Bắc Kinh thu hoạch rau Hoàng Sa chứng tỏ thực thể này là đảo giúp củng cố yêu sách của Trung Quốc tại đây, làm việc tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Chen Xizhao cho rằng việc thu hoạch rau ở Hoàng Sa đã đi ngược với lập luận của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 rằng các thực thể ở Biển Đông không có khả năng duy trì điều kiện cho con người đến ở và có đời sống kinh tế riêng. Theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, việc trồng rau là tiền đề cho việc nuôi lợn, nuôi gà và đem người dân Trung Quốc ra quần đảo này sinh sống trong thời gian tiếp theo. Đây là mối nguy hiểm cho Biển Đông cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Thưa quý vị, trong phán quyết Biển Đông năm 2016, các tòa phán của Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi lý mà Bắc Kinh tự vẽ ra và tự thừa nhận. Phán quyết khẳng định hầu hết các thực thể ở Biển Đông được coi là đảo theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982. Điều 121 của Liên Hợp Quốc quy định tiêu chí xác định đảo là vùng đất tự nhiên, có nước bao bọc và luôn ở bề mặt nước khi thủy triều lên có khả năng duy trì điều kiện cho con người đến và đời sống kinh tế. Riêng các đảo đáp ứng đủ điều kiện này sẽ có đầy đủ các vùng lãnh hải tiếp giáp đặc quyền kinh tế và thềm lục địa như lãnh thổ đất liền. Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 và triển khai trái phép lực lượng đồn trú tại đây. Chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với đúng luật pháp của quốc tế và Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, đề nghị Trung Quốc tuân thủ những điều kiện trên. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố,
báo chí Trung Quốc gần đây đưa tin nước này đã trồng thành công và thu hoạch rau trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp của quốc tế. Tờ báo Hoàn Cầu Thời báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm ngày 19 tháng 5 đưa tin, các binh sĩ Trung Quốc đồn trú trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã thu hoạch được hơn 750kg rau nhờ vào công nghệ mới trồng rau trên đảo. Giới phân tích cho rằng việc Trung Quốc sử dụng công nghệ mới để trồng rau là để hướng tới xây dựng khả năng tự cung, tự cấp cho các cấu trúc mà nước này chiếm đóng trên Biển Đông nhằm để đưa thêm người ra ở và củng cố các yêu sách vô lý của mình. Bộ Ngoại giao của Việt Nam khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, các chủ quyền, quyền tài phán trên Biển Đông, hoạt động của các bên ở hai quần đảo này và các khu vực thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đều là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông và vi phạm luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, bối cảnh Trung Quốc liên tục bành trướng ngỗ ngược ngông cuồng trên Biển Đông thì việc hợp tác đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian vừa qua đã duy trì được đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh quốc phòng trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên, trong đó có bản ghi nhớ về việc hợp tác quốc phòng năm 2011, tuyên bố về tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015 và kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2020. Hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên Biển Đông, góp phần duy trì và hòa bình, ổn định tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, các nước trong khu vực Đông Nam Á, khối ASEAN, đặc biệt là các nước lớn trên thế giới phải hết sức cảnh giác và lưu ý tới Trung Quốc, bởi vì họ vẫn luôn nuôi ý định độc chiếm Biển Đông về tay cho Bắc Kinh, Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa lớn. Đến nửa đêm ngày thứ Sáu, lượng mưa từ Quý Châu và Trùng Khánh kéo đến vùng Trung và Hạ Lưu của sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử, đã ở mức lớn nhất kể từ mùa lũ lụt, phạm vi vẫn còn mở rộng. Theo thống kê chính thức, tính đến ngày thứ Tư, tổng cộng 13,22 triệu người thuộc địa bàn 26 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây. Gần 1.000 hồ chứa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử phải xả lũ gấp. Trung Quốc đại lục kể từ hôm Chủ nhật, khu vực từ Quý Châu đến giữa và Hạ Lưu sông Dương Tử đã trải qua trận mưa lớn nhất kể từ khi lũ lụt. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa lũ màu vàng. Phạm vi vẫn mở rộng và thảm họa vẫn tiếp diễn. Theo Shihunet, từ 3 ngày qua, lượng mưa tích lũy tại các khu như Đông Nam Trùng Khánh, phía Nam và Đông Bắc Quý Châu, Đông Bắc Quảng Tây, phía Tây và Bắc Hồ Nam, phía Nam và phía Đông Hồ Bắc, Tây Bắc Giang Tây, miền Trung và miền Nam An Huy, Tây Nam Giang Tô và miền Trung Chiết Giang đều đã lên tới 150-250mm. Các khu vực địa phương ở Quý Châu như Tuân Nghĩa và Kiểm Nam, Quế Lâm ở Quảng Tây, Hoài Hóa ở Hồ Nam, Lục An và An Khánh ở An Huy nằm trong khoảng 300-490mm. Một số nơi có thể phá mức cao nhất đã được đo trong tháng này là Nam Xuyên ở Trùng Khánh, Hoàng Bình và Hệ Thủy ở Quý Châu. Sở Tài nguyên nước ở tỉnh Hồ Bắc cho biết, tính đến 8 giờ ngày thứ Tư đã có 680 hồ chứa trong tỉnh vượt qua mực nước giới hạn kiểm soát lũ, cao nhất kể từ khi vào thời đoạn mưa dầm. Trong số đó có 2 hồ chứa lớn, 12 hồ chứa vừa và 666 hồ chứa nhỏ. Theo dữ liệu của cơ quan chức năng Trung Quốc, mưa lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc kéo dài không ngừng cho đến thứ Tư đã làm cho 13,22 triệu người thuộc 26 tỉnh chịu thảm họa, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây. Trong đó, 751.000 người phải chuyển nơi ở khẩn cấp, 312.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 11.300 ngôi nhà bị sập và 195.000 ngôi nhà bị hư hại. Diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới 982.000 ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 29,9 tỷ nhân dân tệ. Đã có 980 hồ chứa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử phải xả lũ gấp, trong đó có nhiều hồ chứa lớn. Cần lưu ý rằng, theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong thời kỳ này sẽ xảy ra những dạng thời tiết như dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá nghiêm trọng nhất ở phía Bắc Trung Quốc và phía Bắc sông Hoài. Hơn 300 hồ chứa ở An Huy vượt qua giới hạn kiểm soát lũ. Trong tình cảnh gần đây, những trận mưa lớn tập trung lưu vực sông Dương Tử đã khiến Trùng Khánh và Tứ Xuyên ở thượng nguồn con sông phải hứng chịu trận lụt lớn nhất trong gần 100 năm qua. Trong khi tỉnh An Huy nằm ở Hạ Lưu cũng trong cảnh tương tự.
Đến 4 giờ chiều thứ Tư, tỉnh An Huy báo cáo rằng hơn 300 hồ chứa vượt quá giới hạn kiểm soát lũ, bao gồm 8 hồ chứa lớn và 19 hồ chứa vừa, đang đẩy nhanh việc xả lũ. Chiều thứ Ba, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán tỉnh An Huy thông báo có ít nhất 296 hồ chứa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn kiểm soát lũ, trong đó có 8 hồ chứa lớn, 21 hồ chứa cỡ trung bình và 264 hồ chứa nhỏ. Từ 9 giờ sáng thứ Tư, An Huy phải bắt đầu ứng phó lũ cấp 4. Theo nhật báo An Huy, số lượng hồ chứa ở tỉnh An Huy vượt quá giới hạn kiểm soát lũ đã tăng trở lại. Đến 4 giờ chiều ngày thứ Tư, mực nước của trạm Ma Tử Đàm tại huyện Đông Nguyên của Tý Hà, sông Tý là 187,82m, vượt giới hạn 7,82m, còn mực nước trạm Bạch Liên Nhai, sông Ma Thủy là 205,72m và vượt quá giới hạn lũ là 5,72m. Trạm Phật Tử Lĩnh ở Đông Nguyên có mực nước 122,67m và vượt quá giới hạn lũ là 4,11m. Các hồ chứa lớn đều phải xả lũ khẩn cấp. Do ít nhất hơn 300 hồ chứa ở tỉnh An Huy đã vượt quá mức giới hạn kiểm soát lũ lụt, thành phố Lục An đã gặp cảnh nước sông chảy ngược làm nhiều vùng bị chìm trong nước nghiêm trọng, với số người trong cảnh thảm họa khoảng 11.500 người. Đến nay, cơ quan chức năng chưa chắc chắn về thương vong. Thảm họa địa chất do lũ quét tại Trùng Khánh, Quý Châu. Ngoài ra, các khu vực gần Trùng Khánh như Tuân Nghĩa và Đồng Nhân ở tỉnh Quý Châu cũng đã trải qua những trận mưa lớn không ngừng, khiến không chỉ lũ lụt đã gây ra lở sườn núi mà đường phố cũng thành sông. Theo dự đoán của các cơ quan chức năng Trung Quốc, bước tiếp theo tại Trùng Khánh và Quý Châu vì mưa lớn là có thể gây ra những thảm họa địa chất bất ngờ. Theo thống kê, tính đến thứ Ba, thảm họa lũ lụt đã khiến 290.000 người ở 26 quận huyện của thành phố Trùng Khánh chịu ảnh hưởng, trong đó có 131.000 người đã phải chuyển nơi ở để tránh nguy hiểm, gần 2.100 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. Hơn 260 ngôi nhà bị sập, diện tích kênh nông nghiệp bị ảnh hưởng là 9,3 nghìn hecta, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 290 triệu nhân dân tệ. Khoảng 84.000 người ở 9 quận và huyện tại 3 thành phố và khu tự trị ở tỉnh Quý Châu là Tuân Nghĩa, Đồng Nhân, Kiểm Đông Nam bị ảnh hưởng. Hơn 6.500 người đã được tái định cư khẩn cấp, hơn 3.600 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. Hơn 550 ngôi nhà bị thiệt hại ở mức độ khác nhau. Diện tích cây nông nghiệp bị thảm họa là 2,4 ngàn hecta, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 170 triệu nhân dân tệ. Trong khi dịch viêm phổi vẫn đang đe dọa, thì nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục không ngừng xảy ra mưa lớn, khiến thế giới bên ngoài đặc biệt chú ý. Nhưng dường như giới chức Trung Quốc không những không tích cực cập nhật thông tin mới, mà còn bắt đầu kiểm soát toàn diện dư luận và cấm người dân đại lục phát tán các video diễn tả cảnh thảm họa. Theo đài Á Châu Tự Do, nói chung các thông báo đặc biệt quan trọng được đưa lên trang nhất của các cơ quan truyền thông, nhưng biểu hiện cho thấy truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về tình hình lũ lụt Trùng Khánh gần đây ở một vị trí không rõ ràng, giống như cách xử lý thông tin lũ lụt ở phía Nam Trung Quốc cách đây 2 tuần. Kính thưa quý vị thân mến, một trận động đất vừa xảy ra chiều qua tại thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến ít nhất 23 người bị thương. Trận động đất xảy ra vào lúc 15:02 theo giờ địa phương ở huyện tự trị dân tộc Di Ninh Lang thuộc Lệ Giang, thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Với cường độ 5,5 độ Richter, trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km và gây ra rung lắc mạnh. Tính đến 17:44 cùng ngày theo giờ địa phương, theo báo cáo từ cơ quan địa chấn địa phương, 23 người đã bị thương trong trận động đất. Theo truyền thông Trung Quốc, trong vòng 5 km tính từ tâm chấn, có 12 thôn làng và khoảng 80.000 người sinh sống trong phạm vi 50 km. Tâm chấn của trận động đất cách thành phố du lịch Shangri-La 90 km, cách thành cổ Lệ Giang 115 km và cách Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam 370 km. Sau khi trận động đất xảy ra, Cục Địa chấn Vân Nam đã nhanh chóng, kích hoạt và thực hiện công tác ứng phó xử lý khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ khoảng 120 người cùng các loại xe, thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để tìm kiếm và cứu trợ người bị nạn. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Quốc gia Lào, trong năm 2023, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc xảy ra 23 trận động đất, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Thông tin cho biết, trận động đất đầu tiên trong năm nay diễn ra vào hồi tháng 3 tại huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc với cường độ 3 độ Richter. Tiếp đến tháng này, tại huyện Bao Đầu và huyện Ô Hải của vùng Nội Mông liên tục xảy ra các trận động đất nhỏ với các cường độ khác nhau từ 2,1 đến 3,3 độ Richter. Trong tháng 3 và tháng 4 cùng năm, tại tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Tây liên tiếp xảy ra một số trận động đất từ 1,8 đến 4,8 độ Richter.
Gần đây nhất vào tuần qua, tại huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp xảy ra hai trận động đất, trong đó có trận 5,7 độ Richter làm rung chấn nhiều nơi, khiến một số nhà cửa của người dân địa phương bị sụp đổ. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, vào lúc 1 giờ 44 phút ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, tại huyện Thông Hải, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, đã xảy ra trận động đất mạnh 5 độ Richter. Khu vực xảy ra động đất có tọa độ 24,19 độ Vĩ Bắc, 102,71 độ Kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 7.000 mét. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc còn cho biết ngay sau đó, cũng tại địa điểm nêu trên còn tiếp tục xảy ra hai trận động đất nữa. Trận thứ nhất mạnh 3,3 độ Richter xảy ra vào lúc 1 giờ 48 phút với tâm chấn nằm ở độ sâu 6.000 mét. Trận thứ hai mạnh 3,5 độ Richter xảy ra vào lúc 1 giờ 49 phút ngày thứ Sáu tại khu vực có tọa độ 24,18 độ Vĩ Bắc, 102,72 độ Kinh Đông với tâm chấn nằm ở độ sâu 9.000 mét. Tâm của trận động đất này cách huyện Thông Hải 10 km, cách thành phố Côn Minh, Vân Nam 95 km. Tại Côn Minh cũng có cảm nhận rõ rệt về trận động đất này. Hiện nhà chức trách chưa đưa ra con số thiệt hại cụ thể. Được biết, trong bán kính 20 km tính từ tâm của trận động đất này có 500.000 người dân sinh sống. Trong bán kính 50 km là 2,1 triệu người. Trong bán kính 100 km là 11,4 triệu người. Chiều qua, theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter xảy ra trên vùng biển huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, khiến nhiều trường học phải sơ tán khẩn cấp học sinh tránh nguy hiểm. Theo thông báo chính thức của Mạng lưới Cảnh báo Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 13 giờ 54 phút trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Giang Tô, tại khu vực có tọa độ 33,5 độ Vĩ Bắc, 121,19 độ Kinh Đông, có tâm chấn nằm ở độ sâu 17 km. Vào thời điểm xảy ra trận động đất cũng là thời điểm học sinh đang học tại các trường ở tỉnh Giang Tô. Các trường học nhanh chóng tổ chức cho học sinh sơ tán đến những khu vực rộng rãi, an toàn, tránh nguy cơ xảy ra. Sau trận động đất, cơ quan quản lý động đất Giang Tô ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp 3 và thành lập trụ sở khẩn cấp thực hiện điều tra thảm họa, giám sát di động và thực hiện công tác khoa học. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất ảnh hưởng hầu hết các khu vực của tỉnh Giang Tô, trong đó mạnh nhất là khu vực thành phố Diêm Thành và Nam Thông. Một số khu vực ven biển ở các tỉnh, thành phố lân cận như Thượng Hải, Sơn Đông, Chiết Giang cũng cảm nhận được chấn động. Theo truyền thông Trung Quốc, hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra. Hoạt động sản xuất và đời sống xã hội của người dân các khu vực lân cận vẫn diễn ra bình thường. Thưa quý vị, một số cư dân mạng đã gây chú ý trong công bố thông tin chỉ ra cơ quan an ninh ở Trùng Khánh đã đưa ra thông báo khẩn cấp sẽ ngay lập tức bắt giữ người đăng thông tin vô trách nhiệm trên Internet hoặc ở nơi công cộng liên quan đến tình hình lũ lụt. Nhiều nhà bình luận chỉ ra việc chính phủ Trung Quốc che giấu thảm họa lũ lụt và thực trạng an toàn của đập Tam Hiệp cũng vì mục đích tương tự như che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán năm 2019. Học giả pháp lý Tống Kiến Sinh ở Trùng Khánh chỉ ra rằng vấn đề nhà cầm quyền phong tỏa thông tin đã là thói quen. Thay vì cho rằng những thảm họa lớn như vậy là vấn đề thiên tai, nhưng thực chất quan trọng hơn là vấn đề nhân họa. Tất cả vì mục đích duy trì sự ổn định của chế độ nên nhà cầm quyền luôn phải che đậy thực trạng năng lực làm việc yếu kém của họ. Khu vực phía Nam Trung Quốc nhiều ngày liên tiếp mưa lớn gây lũ lụt, 24 tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Trùng Khánh liên tiếp có thông tin về mưa lớn gây lũ lụt chưa từng xảy ra trong 75 năm qua. Ít nhất 10,652 triệu người bị ảnh hưởng, 146.000 căn nhà bị hư hại. Chính quyền đưa ra cảnh báo lũ lụt năm nay là trận lụt lớn nhất kể từ năm 1949 đến nay, nhất là lượng mưa lớn ở khu vực Thượng Du đập Tam Hiệp sẽ gây ra thách thức nghiêm trọng đối với con đập khổng lồ này. Mưa lớn từ đầu tháng tới nay đã khiến nhiều khu vực ở vùng Hoa Nam, Hoa Trung của Trung Quốc xảy ra thiên tai, vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Trung Bộ và một phần cao nguyên Xuyên Tây, tỉnh Tứ Xuyên chịu ảnh hưởng. Hôm thứ Ba tuần này liên tiếp mưa lớn suốt 24 tiếng đồng hồ, Mai Long Câu thuộc huyện Đan Ba thuộc châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra lũ quét và sạt lở núi. Dòng chảy sông Tiểu Kim Xuyên bị chặn, hình thành một hồ nước lớn làm cắt đứt đường giao thông ở các khu vực lân cận. Hôm thứ Tư, hồ nước hình thành do lở núi tạo ra bắt đầu vỡ và tràn xuống nhà máy thủy điện Mai Long Câu với công suất 2.000 kW cũng bị lũ hủy hoại. Hôm thứ Ba, Cục Quản lý ứng cứu khẩn cấp Tứ Xuyên cho biết, do mưa lớn nhiều ngày, lượng mưa đo được ở 6 trạm thuộc huyện Vượng Thương, huyện Kiếm Các, khu Lợn Châu, khu Thiệu Hóa, thành phố Quảng Nguyên lên đến hơn 350mm. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được ở trạm Minh Đảng thuộc khu Thiệu Hóa lên đến 367,4mm. Trận mưa lớn này khiến cho khu Thiệu Hóa xảy ra lũ lụt bất ngờ, nhiều đoạn đường giao thông bị gián đoạn, tình hình thiên tai nghiêm trọng
ước tính hơn 390.000 hộ dân ở hơn 60 trấn thuộc 6 huyện, khu vực trên toàn thành phố chịu thiệt hại. Một số khu vực tỉnh Tứ Xuyên dự tính mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến thứ 3 tuần tới. Còn khu vực thượng du sông Tần Hoài, tỉnh Giang Tô trong mấy ngày qua cũng liên tiếp xảy ra mưa lớn. Lượng mưa trung bình trên lưu vực sông Hoài trong gần 10 ngày qua vào khoảng 168,4mm. Vào lúc 8 giờ hôm thứ Tư, mực nước ở Vương Gia Bối, Chính Dương Quan, Ngô Gia Độ, Tưởng Bối đều cao hơn hôm thứ Ba từ 0,65m đến 2,1m. Lưu lượng nước ở trạm Lâm Hoài là 1.290m³ mỗi giây. Mực nước ở một số đập nước cỡ lớn trên hệ thống sông Hoài cao hơn ngày thứ Ba từ 0,32 đến 2,62m. Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Ba đã phát đi cảnh báo về một đợt mưa lớn. Tính đến 8 giờ sáng thứ Tư, 3 đập nước cỡ lớn trên lưu vực sông Hoài, 5 đập nước cỡ trung bình đều có mực nước cao hơn mực nước lũ giới hạn. Mực nước cao nhất hơn giới hạn 0,79m. Ngoài ra, 15 đập nước cỡ nhỡ của huyện, thị như Lục An, Hợp Phì, Lai An đều có mực nước cao hơn mực nước lũ giới hạn, cao nhất là hơn 1,05m. Tân Hoa Xã đưa tin, tư liệu Bộ Thủy lợi cho thấy, tính đến thứ Tư, lưu vực sông Hoài đã có 8 đập nước vượt mức nước giới hạn. Ngoài ra, sáng hôm thứ Tư, tại Ma Long Câu của trấn Bản Phiến Môn, huyện Đan Ba Châu, thuộc Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cũng xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng. Dòng chảy sông Tiểu Kim Xuyên bị chặn gây ngập úng, nhiều tuyến đường bị cắt đứt và sạt lở. Tình hình ngập úng đe dọa đến 6 trường học, 20 thôn, 5 hương trấn ở Hạ Du. Theo thống kê, hiện có khoảng 26.000 người bị buộc phải rời khỏi nhà cửa, 21 người mất liên lạc. Thông báo của Cơ quan Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc chỉ ra, đến hôm thứ Hai, trận mưa lũ này đã khiến cho 10,652 triệu lượt người ở 24 tỉnh thành châu tự trị, thành phố trực thuộc của Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Trùng Khánh chịu ảnh hưởng, gần 750.000 lượt người phải sơ tán, hơn 8.650 căn nhà bị đổ sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 26,76 tỷ nhân dân tệ. Điều đáng chú ý là gần đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đưa ra cảnh báo năm nay lượng mưa trung bình tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất hiện 25 lần mưa lớn. Có 156 con sông xảy ra tình trạng nước lũ vượt mức giới hạn cảnh báo, đặc biệt là từ ngày đầu tháng đến nay, Giang Nam, Hoa Nam, phía đông vùng Tây Nam Trung Quốc đều xảy ra lượng mưa có cường độ lớn nhất, phạm vi lớn nhất và thời gian kéo dài nhất. Nhánh sông Bắc Giang, Tây Giang thuộc lưu vực sông Chu Giang, nhánh sông Tương Giang thuộc lưu vực sông Trường Giang và hệ thống nước hồ Bà Dương, hệ thống sông Tiền Đường tỉnh Chiết Giang đều vượt mức cảnh báo. Một số sông xuất hiện mực lũ vượt các trận lũ trong lịch sử, tình hình phòng chống lũ lụt vô cùng gay go. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cũng cho biết, năm nay cần trọng điểm chú ý đến 3 rủi ro lớn phải đối mặt, đó là mực lũ vượt mức cảnh báo, thảm họa có thể xảy ra từ các đập nước, lũ quét. Ông giải thích, công trình phòng chống lũ của Trung Quốc có thể phòng được lũ lớn nhất từ năm 1949 đến nay, nhưng mực lũ vượt quá mức tiêu chuẩn có khả năng vượt quá năng lực phòng chống hiện có, trở thành sự kiện thiên nga đen. Đoạn phát biểu này được giải thích thành năm nay có khả năng xuất hiện lũ lụt có quy mô lớn nhất từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền đến nay. Ngoại giới cũng chú ý, nhiều lần có thông tin nói đập Tam Hiệp bị biến dạng nhưng chính quyền Trung Quốc đều phủ nhận. Liệu nó có chịu được sự tấn công trận lũ lụt lần này hay không? Trước đó, nhà kinh tế học độc lập Lãnh Sơn đã đăng tải một đoạn video trên Twitter cho thấy vùng thượng nguồn đập Tam Hiệp xuất hiện hiện tượng sạt lở đất quy mô lớn. Đồng thời, ông còn đề cập rằng tình huống dịch chuyển này rất có thể sẽ khiến đập Tam Hiệp bị vỡ trong những năm tới. Vậy thì Vũ Hán sẽ là nơi đầu tiên chịu trận, sau đó Nam Kinh, Thượng Hải cũng không thể may mắn thoát nạn. Năm ngoái, ông Lãnh Sơn từng đăng trên Twitter hai bức ảnh so sánh đập Tam Hiệp chụp qua bản đồ vệ tinh của Google trước kia và hiện giờ. Một bức cho thấy đập Tam Hiệp là một đường thẳng, một bức khác lại cho thấy tình trạng đập Tam Hiệp bị cong biến dạng. Nhiều người cho rằng hình chụp qua bản đồ vệ tinh của Google là không chính xác và sau đó Google cũng đã thay thế bằng một hình vẽ đập Tam Hiệp tại vị trí đó trên bản đồ. Tuy nhiên, trước ồn ào của dư luận và sự lo lắng về tình trạng vỡ đập, truyền thông Trung Quốc đã tăng cường trấn an, nhưng các thông tin lại không đồng nhất. Có thông tin nói đập Tam Hiệp không biến dạng, có thông tin nói một bức ảnh vệ tinh khác của Google cho thấy đập hoàn toàn bình thường. Có thông tin nói đã biến dạng, nhưng là trạng thái đàn hồi. Đập nước biến dạng là chuyện rất bình thường, thuộc về phạm vi thiết kế cho phép. Trên thực tế, đập Tam Hiệp đã được công nhận là hiểm họa lớn đối với dân tộc Trung Hoa. Những tai nạn địa chất tại khu vực xung quanh đập như hạn hán, lũ lụt và động đất liên tục diễn ra.
khu vực hồ chứa cũng đã sập và lở đất quy mô lớn. Đây được cho là một trong những nguyên nhân vì sao bức ảnh trên bản đồ Google lại khiến người dân Trung Quốc và giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc quan tâm tới vấn đề này như vậy. Ông Hoàng Tiêu Lục, người chủ trì Quỹ Nghiên cứu Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng lại cho rằng, dù có biến dạng hay không thì đập Tam Hiệp đều sẽ dẫn tới một thảm họa vô cùng nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp được xây dựng vào thời ông Lý Bằng và Giang Trạch Dân. Họ được xem là nhân vật quyết định quan trọng trong xây dựng dự án. Ngoài ra, do năm nay trên mạng cũng chia sẻ nhiều video thảm họa lũ lụt, khiến cho ngoại giới nghi ngờ tình hình thực sự có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì mà chính quyền công bố. Kính thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến 510.000 người ở 12 thành phố và 55 huyện bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, một số đoạn đường đi lại khó khăn do nước ngập sâu, một số cây cầu và con đường đã bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngâm dưới nước lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 510 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Bình Hương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trước đó, 4 thành phố Bình Hương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía bắc thành phố Cán Châu, phía nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc dông tố, mưa to cục bộ. Còn tại Phúc Kiến, mưa lớn đã gây núi lở. Kể từ đầu tuần đến nay, hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị mưa lớn, làm ngập úng, khu vực phía bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ ngày thứ Bảy đến 6 giờ ngày Chủ nhật, tỉnh Phúc Kiến có 68 thị trấn và làng mạc ở 27 huyện có lượng mưa hơn 80mm, trong đó có 8 thị trấn và làng mạc ở 5 huyện có lượng mưa hơn 150mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điền có lượng mưa lớn nhất là 197,7mm. Với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 129,7mm, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì mưa lớn. Dự báo thời tiết cho thấy, từ đêm Chủ nhật đến thứ Hai, toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Tại thành phố Củ Châu, tỉnh Chiết Giang cũng liên tục xuất hiện mưa lớn. Vào lúc 1 giờ đêm hôm thứ Năm, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Củ Châu, khiến 187 dân làng phải sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa lớn cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Quý vị thân mến, vào lúc 6 giờ 38 phút sáng nay theo giờ địa phương đã xảy ra trận động đất 5,1 độ Richter tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Theo thông tin từ mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 6 giờ 38 phút sáng nay theo giờ địa phương tại quận Cổ Giã, thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 5,1 độ Richter. Trận động đất ở tọa độ 39,78 độ vĩ bắc và 118,44 độ kinh đông. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thiệt hại do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Bắc Kinh và Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Đường Sơn là thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc, cách thành phố Bắc Kinh khoảng 180 km. Trong lịch sử, nơi đây đã từng xảy ra vụ động đất kinh hoàng 7,8 độ Richter, khiến gần 250.000 người thiệt mạng vào năm 1976. Trận động đất mới nhất mạnh 5,1 độ Richter ở Trung Quốc lúc 6 giờ 38 phút sáng nay được các chuyên gia xác định là dư chấn của siêu động đất 7,8 độ Richter ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, cách đây hơn 4 thập kỷ. Trận động đất 5,1 độ Richter ở Đường Sơn này không gây thương vong hoặc thiệt hại lớn đáng kể nào. Thời báo Hoàn Cầu cho hay tâm chấn của động đất ở độ sâu 10 km, cách thành phố Đường Sơn 28 km, cách Thiên Tân 130 km và Bắc Kinh 180 km. Tờ tin tức Bắc Kinh dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết người dân không cần quá lo lắng về trận động đất. Trận động đất 5,1 độ Richter là một dư chấn của năm 1976 và một trận động đất lớn hơn 5 độ Richter khác không thể xảy ra trong khu vực trong thời gian ngắn. Liu Jie, phó lãnh đạo trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, nêu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều cùng ngày. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,8 độ Richter năm 1976, khiến hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Ông cho biết tâm chấn động đất này cách tâm chấn trận động đất năm 1976 là 28 km, nằm trong vùng dư chấn và được coi là một dao động bình thường.
vùng dư chấn động đất Đường Sơn năm 1976 với trục dài 140 km, bao phủ một số khu vực ở Thiên Tân và Hà Bắc, nhưng Bắc Kinh không nằm trong vùng này, ông Liu Jie nói. Theo nghiên cứu quốc tế về động đất, kết cấu địa chấn càng chậm được hình thành, dư chấn sẽ càng kéo dài. Tích lũy năng lượng của trận động đất Đường Sơn năm 1976 đã mất hàng nghìn năm, do đó các dư chấn của trận động đất có thể kéo dài hàng chục năm là hiện tượng bình thường. Tần suất và cường độ của dư chấn của trận động đất sẽ giảm dần theo thời gian, chuyên gia Liu Jie cho hay. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết có 17 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong 5 năm qua trong phạm vi 200 km từ tâm chấn, và trận động đất hôm nay là trận động đất lớn nhất có tổng số 332 dư chấn lớn hơn 4 độ Richter đã được ghi nhận từ năm 1976, nhưng đã yếu đi. Kể từ đó, chỉ có 5 trận động đất trên 5 độ Richter đã được ghi nhận, trong đó có trận động đất ngày hôm nay. Trận động đất lớn gần đây nhất cũng mạnh 5 độ Richter được ghi nhận ở khu vực quận Cổ Giã, thành phố Đường Sơn năm 1995. Nhật báo Khổ Bắc cho hay, sau động đất ngày hôm nay có 2 dư chấn 2,2 độ Richter vào lúc 7 giờ 02 phút và 2 độ Richter vào lúc 7 giờ 26 phút sáng, cũng xảy ra tại quận Cổ Giã. Vấn đề an toàn của đập Tam Hiệp đang được thế giới rất quan tâm và giả thuyết về nguy cơ vỡ đập đã tràn lan trên mạng. Mặc dù chính quyền Trung Quốc kiên quyết bác bỏ nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, nhưng nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng một trong những nguyên nhân có thể khiến đập Tam Hiệp bị vỡ chính là động đất. Và bây giờ, điều các chuyên gia lo lắng nhất là bắt đầu khi mà những trận động đất đang xảy ra liên tiếp ở thượng nguồn Tam Hiệp. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 7 phút sáng ngày hôm nay, một trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhã Nhĩ Cái, Châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất ở tọa độ 34,1 độ Vĩ Bắc, 102,68 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 8 km dưới lòng đất. Trong khi đó, Châu A Bá nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Sau gần 70 ngày cảnh báo mưa lớn liên tục, hồ chứa nước đập Tam Hiệp đang ở mức báo động. Áp lực nước quá lớn lên đập Tam Hiệp nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến chính quyền Trung Quốc phải xả đập với lưu lượng lớn để cứu nguy. Tuy nhiên, tình cảnh ngập lụt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm vì mưa lớn vẫn diễn ra liên tục. Thậm chí, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Phượng Hoàng Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam còn bị ngập hoàn toàn. Trong khi đó, Trùng Khánh đã bị ngập lụt nặng. Cộng đồng ở vịnh San Hô, Đại Kiều, bên sông Dương Tử cũng nhận được thông báo yêu cầu cư dân sống trong các khu nhà có 4 tầng trở xuống, chuẩn bị đối phó với mức nước lũ cao nhất kể từ năm 1981. Ngoài trận động đất vào sáng sớm hôm nay, theo mạng lưới địa chấn Trung Quốc, lúc 1 giờ 55 phút chiều qua, một trận động đất 3,7 độ Richter xảy ra ở thị trấn Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất ở tọa độ 28,17 độ Vĩ Bắc, 104,77 độ Kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 9 km dưới lòng đất. Vào 5 giờ 37 phút ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter xảy ra ở huyện Trường Ninh, Nghi Tân, Tứ Xuyên, tại tọa độ 28,33 độ Vĩ Bắc, 104,95 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 11 km. Lúc 0 giờ 13 phút ngày hôm kia, một trận động đất khác mạnh 3 độ Richter xảy ra ở Nội Giang, huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 29,48 độ Vĩ Bắc, 104,54 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 10 km. Trong cùng ngày, lúc 3 giờ 34 phút, huyện Giang Thành, trấn Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam tại tọa độ 57 Vĩ Bắc, 101,98 độ Kinh Đông, cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter, độ sâu tâm chấn là 10 km. Và lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão trên diện rộng, kèm theo đó là đối lưu không khí mạnh như dông và gió bão. Tính đến ngày hôm qua, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở gần 30 tỉnh, ước tính có trên 14 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Truyền thông chính thức thừa nhận việc xả đập Tam Hiệp. Ngày hôm kia, Nghi Sương, thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, hứng chịu mưa lớn và đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Yang, một người dân nói với Epoch Times rằng,
họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác. Hậu quả là thành phố Nghi Xương và các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng, các con phố ngập chìm trong biển nước. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, ông Zhang cho biết mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước, tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Xương năm nay? Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử, kể từ giữa tháng này, các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh. Khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước. Ngày hôm kia, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố rằng mực nước của 28 con sông đã đạt mức cao trên cảnh báo, các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời, nghĩa là tính mạng của người dân trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là đơn vị điều hành của tập đoàn Đập Tam Hiệp gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ Đập Tam Hiệp và các hồ chứa. Đến ngày hôm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính thức tuyên bố thừa nhận rằng Đập Tam Hiệp đã tiến hành việc xả lũ đầu tiên kể từ năm nay, với mục đích là phát điện. Điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần Tam Hiệp. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Zhang Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Zhangde Power Company, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng, lý do đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Ngày hôm kia, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ. Đến ngày hôm qua mới chính thức thừa nhận xả lũ trên phương tiện truyền thông. Hành động không cảnh báo cho người dân trước nguy hiểm của việc xả lũ đập Tam Hiệp đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức trách vẫn chưa công bố số người tử vong trong thảm họa. Cư dân mạng lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc, nhiều người dân bị điện giật trong nước và đã chết. Mưa bão ở Tương Dương, Hồ Bắc khiến nước tràn ngập các đường phố, dây điện cao thế rơi xuống nước, một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật, một người phụ nữ cầm ô đã bị lũ cuốn trôi, may thay có một người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu. Có nhiều người bị điện giật khi bị cuốn trong lũ, nhiều nơi đang bị ngập lụt, hãy mau chóng cứu người. Một cư dân mạng cảm thán, đây đúng là một thảm họa chết chóc thật tang thương. Quý vị thân mến, Tứ Xuyên là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miện Ninh, giết chết ít nhất 18 người. Tính đến ngày hôm kia đã có ít nhất 16 người mất tích. Cô Vương, một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người, chân ông ấy bị chảy máu. Cô Vương nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi bất kỳ cảnh báo nào khi trận lũ lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi từ trước. Cô Vương cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó, vào khoảng 8 giờ sáng. Nước ngập sâu phải tới 1,8 mét đến 2,1 mét, cô cho biết. Hiện các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, gồm cả dịch bệnh, lũ lụt. Các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân mà đến nay vẫn chưa rõ con số thực tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh. Ông không đề cập đến trận lũ lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục. Ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng, quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Kính thưa quý vị, giữa lúc Trung Quốc liên tiếp phải gánh chịu các thảm họa thiên nhiên, một vòi rồng khổng lồ tại thành phố Bao Đầu thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ mới đây khiến cư dân không khỏi kinh hãi. Một số cư dân mạng nói, ông trời thực sự tức giận rồi. Vào chiều hôm qua, một vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại Bao Đầu. Trong video lan truyền trên mạng Internet, một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ bầu trời xuống mặt đất. Gió thổi cuốn cát bụi và các mảnh vụn bay dữ dội. Luồng khí do lốc xoáy hình thành quét qua cát bụi và không khí và che khuất cả mặt trời. Vào buổi trưa cùng ngày, Cục Khí tượng Nội Mông Cổ đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh đối với gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu vàng đối với sấm sét. Cục khí tượng này cho biết sức gió trung bình tại một số khu vực có thể đạt từ cấp 9 hoặc cấp 10 trở lên. Có đến 3,956 triệu người thảo luận bên dưới tiêu đề Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên Weibo.
Nhiều người chia sẻ quá đáng sợ, vòi rồng, mưa đá, lũ quét, hết cái này đến cái khác. Ông trời thực sự tức giận rồi. Năm nay chắc sẽ không bình thường, cầu chúc cho mọi người bình an. Vừa qua, người dân Bắc Kinh cũng xôn xao chia sẻ những bức ảnh mưa đá trên Weibo, không ngừng kêu la rằng mưa đá to như quả trứng. Cũng trong ngày hôm đó, nhiều khu vực ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc phải đối mặt với mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng. Thảm họa lũ lụt Trịnh Châu, Hà Nam và một loạt các khu vực ở Trung Quốc bị lũ lụt nặng nề trong những ngày qua có phải đột nhiên xuất hiện không? Thực tế, từ cuối tháng vừa qua, đất thường xuyên xảy ra hiện tượng dị thường, chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào mùa hè ở Hà Nam, sấm sét ở Sơn Đông, bão cát. Những dị tượng này theo quan niệm truyền thống và thực tế lịch sử mang ý nghĩa gì? Trong những ngày qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu thảm họa do thiên nhiên và nhân tạo gây ra. Trước lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào Giang Tô và Chiết Giang, gây ra mưa lớn và lũ lụt. Và dịch bệnh một thời gian lắng xuống thì nay lại bùng phát ở Nam Kinh, virus đột biến đã lây lan ra nhiều tỉnh và thành phố. Đồng thời, những thiên tai này còn kèm theo nhiều dị tượng như sông Trường Giang chảy ngược, trăng máu ở Hà Nam, bão lớn thay đổi đường đi kỳ lạ. Thực tế đã thường xuyên xảy ra hiện tượng dị thường. Những dị tượng và thiên tai nhân họa thường xuyên xuất hiện tại Trung Quốc. Một số cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo của trời, trong khi những người khác lại cho rằng có lẽ đây là dấu hiệu của những biến đổi lớn ở Trung Quốc. Vậy ý nghĩa đằng sau những dị tượng này là gì? Theo tin bão mới nhất, bão số 4 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào chiều hôm qua. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày hôm qua, với sức gió 85,8 km/h ở tâm bão, khiến 35.000 người dân địa phương đã phải sơ tán. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, các khu vực Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với lượng mưa 250mm, 350mm. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát lũ lụt, đồng thời cử một đội công tác đến Quảng Đông để hướng dẫn công tác phòng chống bão tại địa phương. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Cũng theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo trong những ngày tới lượng mưa lớn và dông sẽ tấn công một số khu vực phía nam sông Dương Tử và ở phía nam Trung Quốc. Bão số 4 sẽ suy yếu dần sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc và sau đó di chuyển ra biển từ phía đông Phúc Kiến vào đêm mai. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, Châu Tự Trị dân tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ lụt kinh hoàng này. Nước lũ lao tới, rất nhanh đã nuốt trôi nhiều ngôi làng trên đường mà lũ đi qua và một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, vào rạng sáng ngày hôm qua, tại Mai Long Câu, thị trấn Bàn Phiến Môn, huyện Đan Ba, Châu Tự Trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, do đất đá đổ từ trên núi xuống chặn đứng dòng sông Tiêu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Từ thông tin của Ban Tuyên giáo của Đảng ủy quận Đan Ba, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, các đập nước bị vỡ và tràn ra hướng xuống hạ lưu, nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại, hơn 25.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Câu nói rằng, trận lở đất xảy ra vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng, khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất, người dân trong làng nhắc nhở nhau kịp thời di tản. Sau đó, lở đất dẫn đến đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt cho ngôi làng. Đoạn video tại hiện trường cho thấy, vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm. Hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài Mai Long Câu ra, các ngôi làng ở vùng hạ lưu của sông Tiêu Kim Xuyên cũng chịu thảm họa bởi vỡ đập nước. Các nhân viên công tác của Ban Tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng, đập chắn nước khiến các con đường trong khu vực Lạn Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất xảy ra tại làng An Nương Trại của Lạn Thủy Loan. Đến 12 giờ ngày thứ Năm, đập tại Mai Long Câu về cơ bản đã ổn định, nhưng nước lại bắt đầu tràn ra. Nước sông đánh vào vùng hạ lưu, con sông gần làng An Nương Câu đã cuốn trôi những ngôi nhà và phá hủy con đường của làng. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện truyền thông liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km, nhà máy điện Mai Long Câu bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu cũng đang gặp nguy hiểm.
Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn đã biến mất trong nháy mắt. Mà từ đỉnh núi, đất đá đột nhiên đổ xuống nuốt chửng và chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ. Dưới đây là một số video được đăng tải bởi cư dân mạng sau khi thảm họa qua đi. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên, lũ lớn đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc. Hơn 25.000 người khác đã được di rời, tuy nhiên có hai người bị mất liên lạc. Ở các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, khiến các ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở 13 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy 22 km đường xá và 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá. Đập nước ở Đan Ba Tứ Xuyên vỡ khiến cho nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong số đó, ở A Nương Câu, châu tự trị dân tộc Tạng Căm Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ qua đi. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng, nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt, 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công, còn hai người khác thì bị mất liên lạc. Đáp lại, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ vào ngày 18 rằng thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông của chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh cái gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Quý vị thân mến, thiệt hại lũ lụt ở tỉnh Hà Nam tăng chóng mặt khiến Trung Quốc phải mở cuộc điều tra toàn diện. Vừa qua, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thành lập nhóm đặc trách để điều tra đợt mưa bão, lũ lụt kỷ lục khiến hơn 300 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Nhóm sẽ thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, khoa học và trung thực về ứng phó thiên tai để đúc kết kinh nghiệm cho tương lai và trừng phạt bất kỳ trường hợp nào lơ là nhiệm vụ. Các chuyên gia nói rằng một cuộc điều tra đáng tin cậy là rất quan trọng để trả lời câu hỏi của người dân và xây dựng lại uy tín của chính quyền địa phương. Hoàn Cầu Thời báo dẫn thông tin của chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết trong cuộc họp báo hôm vừa qua rằng số người chết đã tăng vọt lên hơn 300 người, cùng 70 người mất tích kể từ khi mưa chút và lũ lụt xảy ra ở tỉnh vào giữa tháng này. Thủ phủ Trịnh Châu chịu thương vong cao nhất với gần 300 người, hơn 50 người mất tích, trong số đó 190 người chết do lũ lụt, hơn 50 người thiệt mạng do nhà sập và 39 người thiệt mạng do đất. Trong số các trường hợp tử vong, vụ ngập lụt ở một đoàn tàu điện ngầm khiến 20 người thiệt mạng và vụ ngập lụt ở đường hầm Bắc Kinh - Quảng Châu khiến gần 10 người thiệt mạng đã nhận được nhiều sự chú ý nhất. Sau thảm họa, một số người đặt câu hỏi liệu dự báo thời tiết, dự báo mưa bão có được chú ý đầy đủ hay không và liệu ứng phó thiên tai có thể được xử lý tốt hơn để có thể tránh được một số trường hợp tử vong hay không. Chủ tịch tỉnh Hà Nam, ông Vương Khải cho biết tại cuộc họp báo rằng lũ lụt là một thử thách lớn và cho thấy sự thiếu sót trong quản lý, đồng thời cam kết sẽ rút ra bài học từ thảm họa và tăng cường kiểm soát lũ lụt và quản lý đô thị. Thảm họa mưa bão, lũ lụt ở Hà Nam được cho là một trong những sự cố chết người nhiều nhất do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. Sau khi tàu du lịch Eastern Star bị lật chìm ở sông Dương Tử khiến gần 400 người chết và hơn 50 người mất tích. Các báo cáo điều tra dự kiến sẽ bao gồm toàn bộ quá trình ứng phó với thảm họa như cảnh báo trước, lập kế hoạch khẩn cấp và các biện pháp ứng phó, cũng như đề cập đến các trường hợp tử vong trong không gian ngầm. Vấn đề được công chúng quan tâm nhất, nước đã làm ngập tuyến số 5 của tàu điện ngầm Trịnh Châu, một trong những tuyến tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thành phố, buộc tàu phải dừng giữa ga đường Saku và ga Haitani. Hơn 500 hành khách trên tàu bị mắc kẹt trong vùng nước ngập đến cổ trong gần 4 giờ đồng hồ, hơn 10 người chết sau khi mưa xối xả làm ngập tàu điện ngầm. Thảm họa bất ngờ nhắc nhở rằng không nên đánh giá thấp những thảm họa thiên nhiên mà chúng ta hiếm khi trải qua và cũng không nên đánh giá thấp các cuộc diễn tập liên quan cũng như phản ứng nhanh để giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Giáo sư Họ Trương từ Đại học Bắc Kinh nói với Hoàn Cầu Thời báo. Mã Tuấn,
Giám đốc Viện các vấn đề công cộng và môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh nói rằng lũ lụt ở Hà Nam đã bộc lộ những sơ hở trong quản lý hành chính, xây dựng cũng như kiểm soát lũ lụt. Suy ngẫm cho tương lai, các thành phố khác ngoài Trịnh Châu cũng bị thương vong trong bối cảnh đô thị ngập úng. Thành phố Tân Hương ở phía bắc Trịnh Châu trên bờ bên kia sông Hoàng Hà, nơi một số ngôi làng vẫn còn bị ngập lụt, đã ghi nhận 17 người chết và 9 người mất tích. 2 người chết ở thành phố Bình Định Sơn và 1 người chết ở thành phố Lạc Hà. Khoảng 16,7 triệu người tại 158 quận ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, trong đó 1,86 triệu người phải sơ tán, khoảng hơn 90.000 ngôi nhà bị sập và 1,35 triệu hectare đất canh tác bị ảnh hưởng, trong đó 295 hectare bị tàn phá hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ các trận mưa như chút nước, lũ lụt và ngập lụt lên tới 119,1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 22,7 tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Hà Nam, nơi thường xuyên bị hạn hán trong quá khứ, không có nhiều kinh nghiệm đối phó với lũ lụt bất ngờ và những trận mưa như chút nước như một số thành phố miền Nam Trung Quốc. Nhưng những nghi ngờ của cư dân mạng đã khiến chính phủ phải đưa ra câu trả lời. Các cảnh báo đã được chuyển đến người dân đầy đủ chưa? Hệ thống giao thông có bị đình chỉ kịp thời không? Các kế hoạch khẩn cấp cho hệ thống ngầm có được thiết kế tốt không? Thành phố bọt biển với vốn đầu tư khổng lồ có phát huy tối đa công suất không? Chính quyền Trịnh Châu có thể phải đưa ra câu trả lời. Ông Gao nói, nhấn mạnh rằng những phản ánh này rất cần thiết cho những cải tiến trong tương lai. Cuộc điều tra về sự cố chưa từng có do mưa bão, lũ lụt gây ra phải thực tế, có hệ thống và toàn diện, đồng thời trả lời chi tiết các câu hỏi chính mà công chúng đưa ra. Vương Hồng Vĩ, giáo sư trường Chính sách và Hành chính công, Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Hoàn cầu Thời báo. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp đã nâng chuẩn kiểm soát lên cấp lũ lụt 100 năm có 1. Đập Tam Hiệp nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt Trung Quốc từ cấp độ 10 năm có 1 lên lũ lụt 100 năm có 1. Hoàn cầu Thời báo cho hay, sau đợt mưa bão và lũ lụt kỷ lục làm ít nhất hơn 300 người chết và gây thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, các đội vận hành và quản lý của các dự án cấp nước khác nhau ở Trung Quốc đã và đang thực hiện cách tiếp cận kỷ luật hơn để đảm bảo hoạt động an toàn. Tương Kế, Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cát Châu Bá nói với Hoàn cầu Thời báo, việc một số đập bị vỡ trong trận lũ lụt ở Hà Nam đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với chúng tôi. Ông Tương Kế chỉ ra rằng, trước khi mùa lũ đến, tập đoàn Tam Hiệp đã tổ chức các cuộc họp điều phối kiểm soát lũ lụt cho khu vực dốc của đập Tam Hiệp Cát Châu Bá, phát hành sổ tay mới về kiểm soát lũ lụt và tiến hành kiểm tra mục tiêu các bộ phận chính và thiết bị của đập, tăng cường dự trữ vật liệu chống lũ và diễn tập khẩn cấp. Với việc thành lập nhóm hồ chứa thượng nguồn sông Dương Tử, áp lực kiểm soát lũ trên lưu vực đang được giảm dần, nhưng ứng phó với thời tiết thiên tai đột ngột cục bộ vẫn là trọng tâm và khó khăn trong công việc của chúng tôi. Tương Kế nói và lưu ý rằng, một số đập ở Hà Nam bị vỡ trong các trận mưa lớn chủ yếu do nước dâng nhanh thấm qua các lỗ và khe hở của các con đập. Hiện tại, đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã hoàn thành việc khôi phục các lỗ của đập và các rào chắn ở hạ lưu, đồng thời sử dụng các robot nạo vét tự phát triển để tăng cường dọn dẹp các vật thể trôi nổi gần các con đập nhằm tránh thiệt hại cho việc phát điện và giao thông đường thủy. Tính đến nay, hồ chứa đập Tam Hiệp đã dọn sạch khoảng 20.000 mét khối vật liệu nổi trong khu vực đập. Tương Kế cho biết, chúng tôi sẽ chủ động ứng phó với các giai đoạn kiểm soát lũ lụt quan trọng thường kéo dài đến cuối tháng 10, đảm bảo việc kiểm soát tích trữ lũ có trật tự trên khắp các hồ chứa, bên cạnh việc tích hợp quản lý tài nguyên nước và hiệu quả phát điện. Vừa qua, một số cư dân mạng đã công bố đoạn video cho thấy nước sông Kim Sa dưới cầu Trung Bá ở Nghi Tân, Tứ Xuyên đang chảy ngược. Đây là sông Kim Sa, bạn đã nhìn thấy nó chưa? Dưới cầu Trung Bá, nước đang chảy ngược lên thượng nguồn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, thật đáng sợ. Sông Kim Sa là thượng nguồn của con sông Trường Giang, là nơi khởi nguồn của sông Kim Sa cũng là nơi khởi nguồn của sông Trường Giang từ núi Đường Cổ Lạp ở Thanh Hải. Do đó, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa là dòng chảy ngược của sông Trường Giang. Về hiện tượng sông chảy ngược thì rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mọi người có thể đã biết rằng, năm xưa đại phu nước Sở là Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng Mịch La tự tử. Theo truyền thuyết dân gian, những ngư dân ven hai bên sông sau 10 ngày mới tìm được thi thể của Khuất Nguyên trôi ngược lên thượng nguồn con sông, cách nơi ông trầm mình 30 dặm. Truyền thuyết này dường như cũng ngụ ý rằng nước của sông Mịch La chảy ngược. Tuy nhiên, điều thú vị là Cục Khí tượng thành phố Mịch La đã phân tích đặc điểm của những trận mưa lớn trên lưu vực sông Mịch La trong vài năm qua. Kết quả cho thấy khu vực sông Mịch La có nhiều trận mưa lớn xung quanh lễ hội Thuyền Rồng mỗi năm.
Vào thời điểm này, do các hệ thống nước xung quanh đổ về, nước ở thượng lưu hồ Động Bình sẽ tăng vọt và mực nước sẽ cao hơn so với hạ lưu sông Bạch La. Lúc này, một lượng lớn nước hồ và thậm chí nước sông Trường Giang sẽ chảy ngược vào sông Bạch La, nên sông Bạch La vốn đổ vào hồ Động Bình theo chiều từ đông sang tây sẽ có hiện tượng sông chảy ngược kỳ lạ. Nói cách khác, nguyên nhân chính dẫn đến dòng chảy ngược của sông Bạch La có thể là do những trận mưa lớn đã làm cho nước sông dâng cao. Nhìn vào lượng mưa ở Thanh Hải ở đầu nguồn sông Kim Sa, hóa ra tỉnh Thanh Hải đã trải qua những trận mưa lớn có thể khiến nước sông dâng cao, tạo thành dòng chảy ngược như sông Bạch La. Ngoài ra, trong Hán thư cũng có ghi lại rằng vào cuối thời Tây Hán xuất hiện nước sông chảy ngược do động đất và lở đất. Nói cách khác, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa cũng có thể là do sự bất thường của các hoạt động ngầm làm thay đổi hướng của dòng sông. Tất nhiên, cũng có một số lý do mà khoa học hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích được. Tuy nhiên, bất kể lý do gì, dòng chảy ngược của sông là một dị tượng hiếm gặp. Nhưng tại sao lại có dòng chảy ngược của sông Trường Giang trong năm nay khi thiên tai thường xuyên xảy ra? Người Trung Hoa cổ đại đã nói về thiên nhân cảm ứng. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời đấu đất, nhưng nó không thể thay đổi thực tế về sự tồn tại của thiên nhân cảm ứng. Hiện tượng nước sông chảy ngược ngày nay có thể là một lời cảnh báo từ thượng thiên. Trong lịch sử, vào năm mà sông Bạch La chảy ngược, nước sở tại bị đánh tiêu diệt. Thời Hán thành đế nhà Hán, nước sông chảy ngược, nhà Tây Hán diệt vong trong gần 30 năm. Đó không chỉ là hiện tượng nước sông chảy ngược trong lịch sử, sông Trường Giang đã từng trải qua hai lần dị tượng, dòng sông khô hạn không giải thích được. Một lần xảy ra vào năm 1342 khi hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyên nắm quyền. Hơn 20 năm sau, nhà Nguyên sụp đổ, lần thứ hai xảy ra vào năm 1954 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa giết chết hơn 700.000 người trong phong trào được gọi là chống phần tử phản cách mạng, rồi lại bắt đầu vào phong trào công tư hợp doanh và phong trào chống Hổ Phong, làm cho mảnh đất Thần Châu tràn đầy sát khí. Chúng ta biết rằng, dòng sông Trường Giang và sông Hoàng Hà được mệnh danh là sông mẹ của nền văn minh Trung Hoa. Sông Trường Giang được coi là long mạch của đất Trung Hoa. Hiện nay còn có hiện tượng chảy ngược ở đầu nguồn sông Trường Giang. Liệu có phải dấu hiệu của một thảm họa lớn hay là có những biến đổi lớn sẽ xảy ra ở Trung Quốc? Mặt trăng máu ở Hà Nam xuất hiện tại Hạ Bích và Tân Mật và một số nơi khác. Đó đều là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở Hà Nam. Một số cư dân mạng đã chụp ảnh mặt trăng máu đỏ rực trên bầu trời đêm trông rất quái dị. Người xưa tin rằng trăng máu là điểm đại hung. Sách Dịch Yêu Chiêm do Kinh Phỏng viết vào thời Tây Hán có đề cập nếu trăng đổi màu sẽ có tai họa và màu đỏ là đấu đá và chiến tranh. Cuốn sách cũng nói rằng mặt trăng đỏ là hình tướng chí âm chí hàn. Điều này chỉ ra rằng người thế gian chính khí yếu, tà khí vượng, oán khí thịnh, lệ khí cường, thiên hạ hỗn loạn và ngọn lửa bùng lên khắp mọi nơi. Trong sách Thiên Văn Kinh Châu Chiêm do Lưu Duệ viết vào thời Đông Hán có nói đến mặt trăng đỏ như gạch non, tướng sẽ chết ở nơi hoang dã, mặt trăng đỏ như máu sẽ có vua chết, nghĩa là nếu mặt trăng có màu đỏ nâu thì tướng quân sẽ chết, còn nếu mặt trăng có màu đỏ như máu là dấu hiệu hoàng đế sắp chết. Phải chăng dị tượng trăng máu này ở Hà Nam chỉ ra rằng nội chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp nguy hiểm? Hãy cùng xem nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đang bận rộn những việc gì. Lần này Hà Nam bị ảnh hưởng lũ lụt rất nặng nề, nhưng Tập Cận Bình đã đến Tây Tạng. Tuy nhiên, trong một video, Tập Cận Bình cùng nhóm người của ông ta được những người dân địa phương đổ ra đường đón tiếp, trông giống như đưa tiễn một chiếc xe tang trên phố. Người Trung Quốc rất coi trọng điểm báo. Cảnh đón tiếp như xe tang này đúng là điểm gở. Trên thực tế, Hà Nam đã có dị tượng trước trận lụt. Ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam có dị tượng tuyết rơi. Từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay, một trận mưa lớn ở Tân Hương đã xảy ra. 7 hồ chứa cỡ vừa đã tràn nước, khiến 60 thị trấn và làng mạc phải hứng chịu thảm họa. Trong số đó có hơn 90 ngôi làng ở thành phố Huy huyện ngập nước và nơi sâu nhất ngập là 1,5m. Người dân ở Huy huyện tiết lộ rằng lũ lụt hoàn toàn là do xả lũ và lối vào làng bị phong tỏa để ngăn lũ nên dân làng không thể sơ tán và không biết đi đâu.
Tuy nhiên, khi lũ lụt ở Trịnh Châu xảy ra, những thảm cảnh này vẫn nối tiếp nhau. Sau 5 ngày liên tiếp cảnh báo thời tiết đỏ, chính quyền địa phương vẫn chưa làm tốt công tác cảnh báo, phòng chống thiên tai, người dân vẫn đi làm, đi học như thường lệ. Trận lụt Hà Nam lần này đã được thực tế chứng minh, đó vừa là một thảm họa tự nhiên, còn là một thảm họa do con người tạo ra. Thưa quý vị, ngày hôm qua, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện tự trị Giang Hoa, dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước. Trận lụt khiến một quốc lộ bị gián đoạn, 35.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm qua, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm. 21 trạm mưa trong huyện vượt quá mức 100mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày hôm kia, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng lũ lụt cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước, hơn 1.000 người đã được di dời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Mang Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước, một cây cầu cổ 100 tuổi cũng gặp phải lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng, khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước. Bởi vì lũ bất ngờ cuốn tới, khiến nước sông đột ngột dâng cao, 5 người ở địa phương đã bị mất tích. 3 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn đi khi đang trên đường trở về ký túc xá. 2 nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. Gần đây, mưa lớn đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông. Hôm qua, đồng bằng Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Triều Quan, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Sông Hoản và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ một tuần nay Quảng Đông tiếp tục có mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn. Trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió giật mạnh từ cấp 9 đến cấp 10. Từ ngày cuối tháng trước đến 9 giờ ngày hôm qua, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa to 1.057 lần, trong đó có 73 lần cảnh báo màu đỏ. Tính đến 13 giờ 37 phút ngày hôm qua, vẫn có 38 huyện thị có hiệu lực cảnh báo mưa to. Kể từ đầu tháng đến nay, hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập. Khu vực phía Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến có 82 thị trấn và làng mạc ở 25 huyện, có lượng mưa hơn 50mm, trong đó có 8 thị trấn và làng mạc ở 5 huyện, có lượng mưa hơn 100mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điền có lượng mưa lớn nhất là 147,7mm, với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Tại tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn. Do bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Cù Châu, khiến hơn 100 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Kính thưa quý vị khán giả, bão số 3 hôm qua đã đổ bộ vào khu vực Duyên Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, khiến hơn 30.000 cư dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Theo Đài quan sát khí tượng Quảng Đông, cơn bão đổ bộ vào khoảng 11 giờ 20 phút tại vùng ven biển ngoài khơi quận Nam Áo, thành phố Sán Đầu. Mang theo sức gió lên tới gần 90 km/h, giới chức Trung Quốc cho biết tỉnh cũng đã đóng cửa 43 danh lam thắng cảnh ven biển và các bãi tắm. Hơn 3.500 tàu cá đã về cảng và hơn 6.200 ngư dân khai thác hải sản xa bờ đã vào bờ tránh bão. Dự báo bão tiếp tục gây ra mưa lớn trong 3 ngày tới. Mưa lớn được cho là sẽ ảnh hưởng đến phần đông nam của Chiết Giang, phần đông Phúc Kiến, hầu hết Quảng Đông và phần đông nam của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, khu vực thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã có mưa lớn từ đêm qua, mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị ngập. Theo một đoạn video được người dân Thâm Quyến đăng tải trên mạng xã hội, một số phương tiện nằm giữa dòng nước, những người trên phương tiện vội vàng xuống xe, có người bỏ chạy, một số người thì ngồi trên cao chờ cứu hộ, mọi người xung quanh hét lên giúp chúng tôi. Cũng có một số người đi bộ trong nước, qua video có thể thấy có nơi nước ngập sâu đến đùi,
ghế ngồi xe đạp bên cạnh cũng bị ngập. Cũng trong những nơi trũng, nước sâu đến thắt lưng, ô tô gần như ngập hoàn toàn. Nhiều hình ảnh và video cho thấy mưa lớn khiến giao thông nhiều nơi ở Thâm Quyến bị tắc nghẽn nặng, một số khu vực bị tắc nghẽn trong vòng nửa giờ và không thể đi bộ được 10 mét. Ít nhất 6 xe ô tô bị ngập nước và hỏng hóc, và cảnh sát giao thông địa phương đã được điều động để làm dịu giao thông cho đến khi nước rút.